Minh Phát Hữu Hiếu tranh đai WBC Muay Thế Giới trong tháng 11. Tiếp nối thành công của hai sự kiện Muay Thái Rampage đầu tiên, Shadow Entertainment sẽ tổ chức sự kiện thứ 3 trong tháng 11 với tâm điểm là hai trận tranh đai vô địch WBC Muay Thế Giới. Theo thông tin Nhithethao.vn ghi nhận, chuỗi sự kiện Muay chuyên nghiệp Muay Thái Rampage sẽ tiếp tục diễn ra trong tháng 11. Đây là sự kiện bao gồm nhiều trận đấu có võ sĩ Việt Nam tham dự với tâm điểm là màn trở lại đấu trường Muay chuyên nghiệp của hai võ sĩ Trương Cao Minh Phát và Huỳnh Hà Hữu Hiếu. Ở thời điểm hiện tại, Trương Cao Minh Phát đang đứng hạng 8 thế giới WBC Muay, hạng Super Featherweight 59kg nam. Anh cũng là người giữ đai vô địch WBC International sau khi đánh bại đối thủ Boulahi Hicham của Maroc vào tháng 7. Bảng xếp hạng của WBC Muay cho thấy họ đang để chống đai vô địch của hạng cân này và sẽ tổ chức đấu tranh đai vào ngày 16 tháng 11. Về phía võ sĩ Huỳnh Hà Hữu Hiếu, cô gái sinh năm 1999, hiện xếp hạng số 1 thế giới WBC Muay hạng Minimum Weight 45,4kg. Cô đạt thứ hạng này sau khi hạ Đông Á võ sĩ Pontip Kamthongvanoy của Thái Lan ở trận tranh đai vô địch WBC Muay International hồi tháng 7. Với thứ hạng hiện tại, Hữu Hiếu có thể đấu một trong bốn võ sĩ quốc tế đang trong top 5 để tranh đai vô địch WBC Muay Thế Giới. Đó là Simbi Von Dulas Itu của Mỹ, Mongkut Pek Khao Lak Muay Thái của Thái Lan, Elisabetta Sulinas của Italia và Chabakiu Pop Mombek của Thái Lan. Nhà vô địch hạng cân này đang để chống